nhớ là trước đây thì khi mà tôi tham gia cái lĩnh vực này thì nhiều người bảo với tôi rằng là khi lập gia đình ấy thì chắc là sẽ dần dần sẽ giảm dần, và khi mà lập gia đình rồi thì chắc là sinh con thì sẽ giảm dần, mà hết người con thứ nhất xong thì đến người con thứ hai sẽ hết hẳn. Tóm lại là mọi người sẽ đặt ra cho mình các cái mức mốc thời gian để không còn gắn bó với mảng khá là nhạy cảm này nữa. Tuy nhiên tôi thấy là đến thời điểm bây giờ thì có thể thấy chính bản thân mình cũng khá là ngạc nhiên vì vì thấy mình đến thời điểm này vẫn còn gắn bó, và thậm chí là mình vẫn còn cái nhiệt huyết khi mà thực sự tìm thấy một cái đề tài mình yêu thích. Cách đây khoảng là 10 năm mà tôi thực hiện một cái phóng sự liên quan đến ma túy chẳng hạn. Đề tài về ma túy là những cái đề tài mà rất là nguy hiểm. Nguy hiểm không phải là đối với điều tra, một phóng viên điều tra, mà nguy hiểm với cả một cán bộ điều tra của cơ quan công an. Thế thì khi chúng tôi những ở những thời điểm đấy đã thực hiện những phóng sự đấy, và đôi lúc tôi đã phải bỏ cuộc. Và 10 năm sau, gần 20 năm khi thực hiện lại cái đề tài đấy, cái độ cảm nhận khác nhau. Ví dụ mà trong tưởng tượng của người ngày trước ấy, thì tôi nghĩ rằng là tiếp xúc với một tội phạm ma túy thì mình sẽ khó giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên là thời điểm bây giờ thì tôi cứ cảm thấy gần như không còn cảm giác gì, nó bình thường như không ấy. Nghĩa là nó cái sự quan tâm và tìm hiểu sâu đến mức mà mình cảm thấy như rằng là mình gần gũi để tìm hiểu nó đến một cái độ mà tôi không nghĩ ngày xưa hay dùng từ là mình đam mê, nhưng người ta cũng hay trêu hay trêu là cái gì cũng mình đam mê. Tuy nhiên là hỏi là cái gì gắn bó được thì phải nói thật là chắc nó nghiệp nó gắn vào mình hay sao ấy, chứ giờ này mà hỏi lý do vì sao mà gắn bó lâu thế thì không có lý do gì để trả lời được. Trong nhiều lĩnh vực ấy, thì mình có thể là do rèn luyện, do học hỏi, do bồi đắp thì mình có thể thành công. Nhưng tuy nhiên trong một số các lĩnh vực đặc thù, và trong ngành báo chí thì lĩnh vực phóng sự rồi làm gọi là nhà báo điều tra thì có một cái yếu tố mà mang tính chất đặc trưng đấy, tính chất đấy là tố chất, người ta hay gọi là chung là tố chất. Vậy thì tố chất là gì, đúng không ạ? Bảo là người này có tố chất đấy. Thế nghe thì nó hơi chủ tượng, tuy nhiên mà để hiểu rằng là trong nhận xét người này có tố chất để làm điều tra hay không thì chúng ta có thể hiểu đơn giản đấy là người đấy xử lý tình huống có tốt không, đúng không ạ? Ví dụ như cũng đơn giản như là cái ngành nghề mình cứ hay bảo là lái xe mình xử lý tốt nhỉ, thì nó về mặt kỹ thuật người ta có kinh nghiệm đi nhiều mới xử lý được, nhưng mà chưa chắc có nhiều người đi nhiều mà xử lý được. Thì trong đối với lĩnh vực của báo chí điều tra thì cái xử lý tình huống của mình đây là gì? Không hẳn là mình gặp tại hiện trường lúc tác nghiệp, mà xử lý tình huống là xử lý tình huống ngay cả khi mình tiếp nhận được thông tin thì mình sẽ xử lý nó như thế nào. Cũng là một cái hiện tượng sự vật, có khi tất cả các cơ quan báo chí và những đồng nghiệp của mình thì chỉ khai thác được một cái góc mà ai cũng nhìn thấy, hoặc là khán giả cũng chỉ nhìn thấy góc đấy thôi, các đồng nghiệp về cơ bản chỉ nhìn góc đấy thôi, nhưng người lần đầu tra thì người ta lại nhìn được các góc khác, và người ta lại hỏi tại sao lại có vấn đề gì ở đây không. Tôi nhớ rồi, đúng, tôi sẽ đưa ra một cái dẫn chứng. Mọi người hay nói là ví dụ là hiện nay thì đúng là các địa phương vẫn có câu chuyện là vẫn cách ở Hà Nội, cái việc mà các quán karaoke vì yếu tố nó chưa đủ phòng cháy chữa cháy thành ra là vẫn chưa được hoạt động, đúng không ạ? Hiện nay nó vẫn đang áp dụng như thế, và có một số lượng đấy là 100% các quán karaoke là không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Vậy thì hầu hết mọi người sẽ chỉ tập trung con số là tại sao các cái 100% này là chưa đủ phòng cháy chữa cháy thì số liệu là lấy được từ cơ quan nào, chưa đủ các tiêu chuẩn gì, và tại sao chưa đủ mà vẫn được hoạt động. Hầu hết mọi người sẽ nhìn như thế, đúng không ạ? Vậy thì nếu như một góc nhìn của một nhà báo điều tra ấy, thì người ta sẽ phân tích, người ta xử lý cái thông tin ở đây ở cái việc là có số liệu 100% đấy. Nếu như chúng ta chỉ đặt rằng là
tại sao lại tận 100% không đủ điều kiện mà chúng ta vẫn được hoạt động? Nhưng mà bên cạnh chúng ta phải thấy rằng là có rất nhiều cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy, họ vẫn cấp giấy phép, thậm chí có các cơ quan khác nữa. Như vậy họ có cấp giấy phép cho những cơ quan này không? Đấy chính là cách đặt lại vấn đề. Và chính từ cái điểm đấy thì mình đi điều tra, thì mình sẽ tìm ra cái điểm là à, ngày xưa cấp như thế nào, tìm ra được sâu xa hơn là trước đây các cơ quan chức năng có đã cấp những cái giấy phép đấy như thế nào, chứ không phải là có cấp hay không. Thì đấy chính là một cái ví dụ đơn giản thôi, nhưng có thể mọi người thấy rằng là góc nhìn của một điều tra thì họ sẽ nhìn theo những chiều hướng khác nữa, chứ không chỉ đơn thuần là gì như mọi người vẫn hay thấy.